Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Kính thưa quý anh chị trước mặt quý vị và tất cả các bạn Đó chính là dòng sản phẩm đang rất hot ở thời điểm tại của nhà Mercedes-Benz GLC 300 Formatic năm 2022 Ở trong cuối tháng 9 này thì chương trình khuyến mãi ra sao lăn bánh như thế nào và đặc biệt hơn nữa đó chính là những tính năng option mà các quý anh chị chúng ta đang quan tâm thì ngày hôm nay thì quyết sẽ cập nhật một cách rất chi tiết dành cho tất cả các anh chị ở trong tháng 9 này và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chung bên cạnh và đó chính là cái động lực để đội ngũ có thể ra được nhiều clip hay hơn Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải nói tới đó chính là về phần khuyến mãi và lăn bánh ở thời điểm hiện tại. Nếu quý anh chị mà chúng ta lấy xe ở thời điểm tại thì với cái giá niêm yết là 2 tỷ 569 triệu đồng thì GLC 300 Formatic năm 2022 hiện tại thì đại lý đang có chương trình ưu đãi tiền mặt lên tới là 50 triệu đồng. Nghĩa là mọi người chỉ cần bỏ ra là 2 tỷ 519 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu rồi. Ngoài ra thì đại lý sẽ tặng thêm cho mọi người một năm bảo hiểm thân vỏ gói trị giá lên tới là 47 triệu đồng. À, đi kèm với quả gói quà tặng trị giá trong tháng 9 này nữa và tháng 10 thì cụ thể như thế nào từng thời điểm khác nhau vì vậy là mọi người vui lòng có điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình cả nhà nha À, ngoài cái phần khuyến mãi và giá lăn bánh ra thì mọi người cũng sẽ có thể vay trả góp à, khi mà vay đối với dòng sản phẩm GLC 300 Formatic đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người chỉ cần 20% tương ứng với cả khoảng 572 triệu đồng bao gồm cả lăn bánh là mọi người cũng đã sở hữu được chiếc xe này rồi à, đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người giao xe tận nhà cũng như lái thử xe 24 trên 7 à, bảo hành 3 năm À, dành cho anh chị không giới hạn số km à, với những quý anh chị mà chúng ta uh, sở hữu xe tại hà nội thành phố hồ chí minh thì chúng ta còn được cái chương trình ưu đãi quà tặng bốc thăm trúng thưởng của đại lý thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline nha để được nhận những cái thông tin khuyến mãi tốt nhất à, với cái chương trình ở lần này thì lăn bánh tại hà nội với những quý anh chị mà chúng ta tổng là thuế 12% tiền biển 20 triệu phí đăng kiểm phí sử dụng bộ bảo hiểm chấp nhận dân sự thì sẽ là 2 tỷ 730 triệu đồng lắp bánh ở tỉnh sẽ là 2 tỷ 690 triệu đồng và lắp bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 2 tỷ 710 triệu quý xin được nhắc lại ở thời điểm tại chúng ta sẽ được chương trình khuyến mãi tổng trị giá lên tới là hơn uh, 50 triệu đồng tiền mặt cộng với cả một năm bảo hiểm thân vỏ mọi người nha Hà Nội là 2 tỷ 700 30 tỉnh là 2 tỷ 690 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 2 tỷ 710 triệu để lăn bánh và cũng như sở hữu dòng sản phẩm GLC 300 Formatic năm 2022 với rất nhiều tất cả các tính năng option hiện đại nhất tốt nhất ở trên một dòng xe mà 5 chỗ gầm cao full option với màu sắc hiện tại đại lý đang có đó chính là màu trắng, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu xám và chúng ta sẽ có hai cái màu nội thất dành cho anh chị đó chính là màu đen và màu nâu. À, với gói an toàn à, thể thao AMG hoàn toàn mới, bộ mâm là 19 inch 5 chấu kép. À, với rất nhiều các cái tính năng như cửa sổ trời này, gói MG Line này, đèn viền 64 màu, ốp gỗ, tay lái thể thao bọc da cao cấp, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, à, bệ bước chân logo Mercedes-Benz phát sáng, thì chúng ta còn đi kèm với rất nhiều các cái công nghệ hiện đại như là hệ thống lái thể thao Direct-Sil, trợ lực điện hỗ trợ tỷ số chuyển biến thiên theo tốc độ cụm đổi chuyển đổi, uh, chuyển đổi Dynamic Select với nhiều chức năng vận hành, camera 360, đèn multi boom led, hỗ trợ đèn chiếu sáng ban ngày. Uh, cùng với đó là chức năng Eco start và stop, chức năng cảnh báo mất tập trung attention assist. Uh, với hệ thống an toàn thì sao ạ? Chúng ta sẽ có hệ thống ABS hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, BAS chống chân trượt, hỗ trợ đèn báo phanh nhấp nháy, túi khí dây đai an toàn 3 điểm, hỗ trợ khóa trung tâm, lốp xe dự phòng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm các hệ thống giải trí như là hệ thống màn hình 10,25 inch có kết nối Android và Apple. Đi kèm với cả hệ thống loa vòm Bao Master 13 loa cho công suất là 590W, chức năng cổng sạc 5V. USB Type C cho hàng ghế phía sau, chức năng sạc không dây cho điện thoại thông minh ở phía trước, điều hòa hai vùng độc lập có chức năng à, lọc không khí để giúp cho không khí trong xe trở nên trong lành hơn hệ thống khóa cửa xe thông minh, khởi động nút bấm key let's go và rất nhiều các tính năng khác đi kèm theo một dòng sản phẩm được yêu thích nhất ở trên Mercedes-Benz GLC 300 4 năm 2022 với mức giá niêm yết là 2 tỷ 569 triệu đồng đang được chương trình khuyến mãi lên tới hơn 50 triệu dành cho anh chị đi kèm với gói bảo hiểm, vật chất xe đâm va, lật đổ, cháy nổ xe, toàn bộ và bảo hành 3 năm không giới hạn số km. Với những quý anh chị chúng ta đang quan tâm ở thời điểm hiện tại thì mọi người vui lòng gọi điểm vào hotline ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam để được nhận hỗ trợ và khuyến mãi tốt nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và đừng quên rằng ấn giúp kênh đăng ký kênh của động Happycar và nút chuông bên cạnh cả nhà nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. hãy like và đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất